Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bonnie Hunter nha. Hôm nay thì nhân cái dịp bé bò sữa nhà mình đang sinh nha các bạn, mình sẽ quay lại toàn bộ cái quá trình từ bắt đầu sinh cho tới khi kết thúc sinh của bé này luôn nha các bạn, cho các bạn tham khảo ha. Chắc chắn các bạn nếu mà đã nuôi rồi thì cái khoảnh khắc mà nó bé sinh như thế này rất là quan trọng, rất là quý giá luôn nha các bạn. Cho nên là mình sẽ quay lại cho các bạn tham khảo và các bạn bé ấy luôn ha. Tham khảo và các bạn xem luôn cho vui nha. Bé này mới sinh được một bé này các bạn và tiếp tục đang sinh nữa nha. Các bạn cùng theo dõi video với mình nha. Nếu mà các bạn thấy hay và bổ ích thì các bạn cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để mình có động lực ra những video lần sau nha.